dàn chị đẹp đỏ sắc với đồ gợi cảm. Góp mặt trong buổi tổng duyệt trước gala ngôi sao của năm 2023, các chị đẹp Uyên Linh, Diệp Lâm Anh, Trang Pháp, Lan Ngọc và Quỳnh Nga mặc gợi cảm tập dượt Chị Ngã Em Nâng. Là các ca sĩ khách mời trong gala ngôi sao của năm 2023 diễn ra tối nay tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn, SECC, thành phố Hồ Chí Minh, dàn chị đẹp gồm Uyên Linh, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga và Ninh Dương Lan Ngọc sẽ tái hợp và trình diễn lại ca khúc Chị Ngã Em Nâng. Trong buổi tổng duyệt sáng nay, các chị đẹp diện trang phục gợi cảm và năng động để chuẩn bị cho màn trình diễn. Nhạc sĩ, ca sĩ Trang Pháp cho biết tiết mục vẫn giữ tinh thần cốt lõi của màn trình diễn gốc nhưng có biến tấu để tạo những điều mới mẻ. Trang phục cho tiết mục cũng sẽ được nhà thiết kế Tuấn Trần làm mới cho các chị đẹp, thay vì sử dụng lại bộ đồ đã được diện trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Trong phút giải lao, dàn chị đẹp tranh thủ chụp hình nhí nhảnh, tâm sự khi hội ngộ. Các người đẹp cùng mặc trang phục năng động, gợi cảm và tôn vóc dáng. Tiết mục Chị Ngã Em Nâng là một trong những bất ngờ mà gala ngôi sao của năm 2023 mang đến cho khán giả. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Phương Mỹ Chi, MONO. Các mỹ nhân của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tranh thủ selfie. Sau khi tham gia chương trình, họ trở nên thân thiết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.